Chuyên gia tình báo nguồn mở Braniervik ngày 22 tháng 7 đăng bức ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Hes của Nga. Căn cứ này nằm gần thị trấn Hes thuộc vùng Krasnodar phía tây nam của Nga, giáp biển Azov và gần bán đảo Crimea. Bức ảnh chụp ngày 16 tháng 7 cho thấy hình ảnh của ít nhất 5 tiêm kích Nga ở căn cứ Hes. Tuy nhiên, theo ông Erfrick, đây dường như là chiến thuật tung hỏa mù của Nga để đánh lừa tình báo Ukraine về nguồn lực của Moscow ở khu vực. Nga đã sơn các khu vực mới được xây dựng của căn cứ không quân Hes với các hình ảnh giống như các máy bay quân sự, ông Erfrick nhận định. Trả lời Newsweek, ông cho biết Nga đã sử dụng các hình vẽ máy bay ở căn cứ Hes trong vài tháng qua. Đây là một trong những cơ sở mà các tiêm kích của Moscow sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đây không phải là lần đầu Nga sử dụng thiết bị, hình ảnh có mục tiêu tung hỏa mù với tình báo Ukraine. Trước khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2 năm ngoái, Moscow được cho đã triển khai hàng loạt các xe tăng, hệ thống tên lửa, tiêm kích bơm hơi ở gần biên giới hai nước nhằm gây áp lực lên Kiev. Về phía Ukraine, họ cũng sử dụng các vũ khí mồi nhử. Công ty Czech Infratech cho biết, khoảng 1/3 số bệ phóng HIMARS mà Nga tuyên bố phá hủy của Ukraine dường như là các mồi nhử mà doanh nghiệp này sản xuất. Mồi nhử là vũ khí bơm hơi, bao gồm bệ phóng tên lửa HIMARS và xe tăng Abrams, đã giúp cho lợi nhuận tăng vọt từ khi cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine tiếp tục. Infratech nói rằng họ có thể tạo ra 35 vũ khí mồi nhử trong một tháng nhằm mục đích làm Nga hao phí đạn dược để tấn công vào các mục tiêu vô giá trị. HIMARS mồi nhử được làm từ tơ tổng hợp và ngoài việc đánh lừa đối phương bằng mắt thường, chúng còn có đế nhiệt và xuất hiện trên radar để đánh lừa trinh sát của đối phương. Chúng thường được đóng gói vào bao tải, 2-4 người lính có thể mang theo và có thể bơm căng trong vòng 10 phút. Cả Nga và Ukraine được cho là đều đang sử dụng vũ khí mồi nhử, một phần trong chiến thuật nhằm làm tiêu hao nguồn lực tên lửa, đạn dược của đối phương. Giới phân tích phương Tây cho rằng, các vũ khí mồi nhử mà Ukraine sử dụng có thể đã khiến Nga lãng phí một lượng lớn đạn pháo và tên lửa hành trình để phá hủy. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.